học 2022-2023, ươm mầm tài năng. Chủ đề năm học 2022-2023, lãnh đạo bản thân, thấu cảm hiệu quả, đã mở ra một năm học mới hứa hẹn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và tiến bộ về mọi mặt. Năm học này đã đánh dấu bước chuyển mình đáng tự hào của thầy và trò trường Iris khi chúng mình đã tự tin tham gia và giành nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế, quốc gia, vượt ra khỏi phạm vi cấp thành phố và cấp tỉnh. Năm nay cũng là năm học trọn vẹn nhất đối với thầy và trò trường Iris khi chúng mình đã có một năm học trực tiếp 100% sau 3 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Chính vì vậy, chúng mình đã có một năm học thật sôi nổi và ấn tượng phải không nào? Hãy cùng điểm lại những hoạt động tiêu biểu trong năm học vừa qua với mình nhé! Iris Sơ của trung học đã cùng khởi động một năm học mới bằng giải chạy Iris Happy Run, Happy Color. Đây là một sự kiện cộng đồng vô cùng đặc biệt, không chỉ góp phần nâng cao tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, mà thông qua giải chạy, Iris Sơ khối 9 đã thành công gây quỹ từ thiện Thắp Lửa Yêu Thương với số tiền lên đến hơn 17 triệu đồng. Quỹ Thắp Lửa Yêu Thương thuộc dự án liên môn lịch sử, địa lý, ngữ văn và mỹ thuật. Ký ức hào hùng, Thắp Lửa Yêu Thương của các Iris Sơ khối 9 là quỹ thiện nguyện vô cùng hiệu quả. Sau thời gian phát động, tổng số tiền gây quỹ của Thắp Lửa Yêu Thương lên đến hơn 35 triệu đồng, cùng với nhiều sách vở, đồ dùng học tập được các nhà hảo tâm ủng hộ. Ngày 20 tháng 12 năm 2022, các thầy cô cùng với Iris Sơ khối 9 đã vượt hơn 70 km mang những phần quà ý nghĩa đến với các bạn học sinh trường tiểu học Lam Vĩ của huyện Định Hóa. Hướng nghiệp cũng là một trong những hoạt động giáo dục được nhà trường đặc biệt quan tâm. Trong năm học này, Iris Sơ cấp trung học cơ sở đã được tham quan, trải nghiệm và lắng nghe tư vấn hướng nghiệp tại các ngôi trường nổi tiếng như Đại học Phenica. Những chuyến đi này giúp chúng mình được trải nghiệm làm sinh viên, khám phá năng lực bản thân, lắng nghe chia sẻ về định hướng của nghề nghiệp tương lai. Kết thúc học kỳ 1, Iris Sơ được giải tỏa áp lực với giải bóng đá học sinh trường Iris lần thứ 4. Đặc biệt, trong vòng chung kết, các cầu thủ nhí và cổ động viên trường Iris vinh dự được đón tiếp và giao lưu cùng với hai tuyển thủ quốc gia Ngọc Minh Chuyên và Nguyễn Thị Mỹ Anh. Vào mùa Giáng sinh năm nay, Iris Sơ cấp trung học đã rất vui khi được tham dự cuộc thi Mr. and Miss Cloud năm 2022 nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện của trường Iris. Các thí sinh đại diện cho từng khối lớp đã lần lượt trải qua các phần thi, trình diễn trang phục tự chọn, tài năng, trang phục dạ hội và ứng xử. Xuất sắc vượt qua các ứng cử viên nặng ký, hai bạn Nguyễn Mai Phương và Hồ Nam Khánh đã xuất sắc đăng cai ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Và các dự án liên môn chính là một trong những hoạt động nổi bật của chúng mình trong suốt năm học vừa qua. Thông qua các dự án liên môn như các cuộc đại phát kiến địa lý, châu Á điểm dừng chân, chiến tranh và hòa bình, chúng mình không chỉ nắm rõ được kiến thức lý thuyết mà đã cùng nhau tạo thành những sản phẩm học tập vô cùng thú vị. Câu lạc bộ sáng tác văn chương Lead for Life đã có màn chào sân đầy ấn tượng cùng buổi tọa đàm với phó giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú Nguyễn Đức Hạnh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, tiến sĩ Bạch Phương Vinh, tổng hiệu trưởng của trường Iris và cô Bùi Thị Huyền, trưởng ban chuyên môn câu lạc bộ. Đến nay, câu lạc bộ đã hoạt động vô cùng tích cực với nhiều cuộc thi sáng tác chất lượng. Với cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, năm nay các dự án của chúng mình tham gia đều được đánh giá cao và xuất sắc giành được nhiều giải thưởng. Liên tiếp giành giải nhất của cấp thành phố và cấp tỉnh, dự án mô phỏng khu di tích lịch sử quốc gia 60 thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái dựa trên kỹ thuật xử lý các hiệu ứng của công nghệ thực tế ảo tăng cường của bạn Trần Phương Thảo và Nguyễn Đức Dương 951 đã lọt vào vòng quốc gia và xuất sắc giành giải triển vọng của cuộc thi. Trình chinh phục giải vô địch thế giới Vec Robotics World Championship năm 2023 của những chiến binh Iris cũng là một trong những sự kiện đáng nhớ của năm.
Đây là lần đầu tiên Iris Sir giành được cơ hội tranh tài ở đấu trường robotics lớn nhất hành tinh và để lại những dấu ấn rất đáng tự hào. Và bây giờ, cùng mình điểm lại những thành tích nổi bật của cấp trung học cơ sở trong năm học này nhé! Ghi nhận của sự chăm chỉ, cố gắng của tất cả chúng mình trong suốt năm học vừa qua. Hy vọng rằng thành tích này sẽ là động lực để chúng mình có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển bản thân và có thể tích lũy được những kỹ năng cần thiết trong hành trình hội nhập thế giới. Một năm học nữa đã khép lại với rất nhiều những thành tích đáng tự hào của thầy và trò cấp trung học cơ sở. Điều đó là kết quả của sự đoàn kết, đồng thuận, cố gắng và nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, các bạn học sinh và cũng không thể thiếu sự đồng hành của các bậc phụ huynh trong hành trình nuôi dưỡng đam mê học tập cho Iris Sir. Xin cảm ơn những sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thầy cô giáo và các bạn học sinh trong suốt năm học vừa qua. Chúng ta hãy cùng hướng đến một năm học mới, nhiều thành công hơn nữa và đồng lòng chinh phục mục tiêu phía trước nhé!